Cập nhật những diễn biến mới đáng chú ý có trong ngày 15 tháng 1 năm 2024. Chiến công lịch sử, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một máy bay dò radar A-50 của Nga trên biển Azov, đồng thời làm hư hại trạm chỉ huy không quân IL-22 của kẻ xâm lược. Bên cạnh đó, theo số liệu do các quan chức Ukraine tổng hợp, Nga đã mất thêm hơn 5.000 quân trong tuần vừa qua khi lực lượng của đất này tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xâm lược đang diễn ra. Cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại quân xâm lược thường được biết tới là cuộc chiến của toàn dân. Phó Thủ tướng Ukraine kêu gọi người dân nước này tham gia sản xuất máy bay không người lái để lật ngược tình thế trước người nga. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ có thêm máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử, từ đó nâng cao khả năng chiến thắng của quân đội. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ba tay súng từ Liban và hai dân thường Iran đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dọc biên giới giữa hai nước. Cuối cùng là Việt Nam lên tiếng về kết quả bầu cử lãnh đạo Đài Loan. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua trên kênh The Second Post. Molly mời quý vị cùng theo dõi những nội dung có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 690 sẽ đi vào lịch sử với những chiến công rực rỡ của lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo đó, vào tối chủ nhật ngày 14 tháng 1, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ một máy bay dò radar A-50 của Nga trên biển Azov, đồng thời làm hư hại trạm chỉ huy không quân Yêu-22 của kẻ xâm lược. Sau đây là đặc điểm chi tiết của chiếc máy bay bị phá hủy, mục đích và tầm quan trọng của chúng đối với kẻ xâm lược. Máy bay cảnh báo sớm trên không A50, máy bay cảnh báo sớm trên không AWACS cho phép lực lượng không quân có lợi thế hơn các lực lượng khác khai triển máy bay trong không phận. Hệ thống điều khiển và cảnh báo sớm trên không được lắp đặt trên máy bay A50 AWACS có chức năng phát hiện các mục tiêu trên không tầm xa. Các hệ thống này có thể quan sát các vụ phóng hỏa tiễn hành trình và đạn đạo cũng như các hoạt động phòng không. Trong cuộc chiến Nga-Ukraine, máy bay phát hiện radar của Nga trong các cuộc tấn công hỏa tiễn đập bay lên không trung và phát hiện các vụ phóng phòng không. Do đó, trong những lần phóng tiếp theo, kẻ thù biết vị trí của vũ khí phòng không Ukraine và có thể vượt qua chúng. A-50 còn có khả năng giám sát không phận nơi hàng không hoạt động, xác định mục tiêu, điều phối và chỉ đạo máy bay chiến đấu của mình. Ưu điểm thứ hai của máy bay là từ trên cao dễ dàng liên lạc với các đơn vị chiến đấu trên mặt đất hơn. Ngày nay, lực lượng vũ trụ của quân đội Nga được trang bị chín máy bay A-50 và bốn phiên bản hiện đại hóa A-50U. Chức năng của máy bay A-50 AWACS phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không và tàu, thông báo cho các trạm chỉ huy và hệ thống điều khiển tự động về điều kiện không khí và bề mặt, điều khiển máy bay chiến đấu và tấn công khi nhắm vào các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển. Tổ chức sở chỉ huy không quân. Thông số kỹ thuật chiều dài 48,27m, sải cánh 50,5m, chiều cao 14,8m, diện tích cánh 300m2, trọng lượng cất cánh 190 tấn, thể tích nhiên liệu 109.480 lít. Đặc điểm chuyến bay, tốc độ bay 800 km h tầm hoạt động thực tế 7.500 km, chiều dài cất cánh 1.540 m, chiều dài chạy 1.050 m, thời gian bay 9,3 giờ, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng 0,34 kg-force trên kg, phạm vi phát hiện máy bay ném bom lên tới 650 km, tiêm kích 300 km, hỏa tiễn hành trình 215 km. Sở chỉ huy không quân IL-22 tiếp đến IL-22M là trạm chỉ huy trên không nơi người ta có thể điều khiển quân đội trong các hoạt động chiến đấu. Máy bay loại này đang bay trên không và không thể bị hỏa tiễn tác chiến chiến thuật bắn trúng trong tên của máy bay, chữ viết tắt PZPU có nghĩa là điểm kiểm soát được bảo vệ trên không. IL-22 được tạo ra vào những năm 1970, máy bay dân dụng IL-18 được chọn làm mẫu cơ sở. Trong quá trình chuyển đổi, khoang hành khách đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi máy bay và lắp đặt các thiết bị đặc biệt. Trong trường hợp của IL-22M, nơi làm việc của các nhân viên chỉ huy cũng được trang bị trên máy bay. Kể Từ những năm 1970, khoảng 30 chiếc IL-22 đã được sản xuất hoặc trang bị, họ liên tục được hiện đại hóa. Chương trình cuối cùng trong đó phiên bản IL-22R, máy bay điều khiển và chuyển tiếp được tạo ra, vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Theo danh mục cân bằng quân sự 2022, khi bắt đầu cuộc chiến quy mô lớn với Ukraine, ở Nga có 12 máy bay IL-22M và 10 chiếc IL-22 phiên bản cũ hơn. Thông số kỹ thuật kiếp lái 5 người, hai phi công, hoa tiêu ném bom, xạ thủ điều khiển đài, xạ thủ ở đuôi tàu. Chiều dài 21,1 m, sải cánh 23,1 m, chiều cao 10,17 m, diện tích cánh 72,5 m2, trọng lượng cất cánh 20 tấn. Dung tích nhiên liệu 22.700 lít cộng 7.300 lít tùy chọn ở bình đầu cánh. Động cơ 4 nhân động cơ phản lực TR1, lực đẩy 4 x 940 kg Ford, đặc điểm chuyến bay tốc độ tối đa 685 km h tốc độ bay 625 km h phạm vi bay thực tế 6.500 km, trần dịch vụ 11.100 m, chiều dài cất cánh 1.144 m. Bên cạnh đó, theo số liệu do các quan chức Ukraine tổng hợp, Nga đã mất thêm 5.000 quân trong tuần qua khi lực lượng của nước này tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xâm lược đang diễn ra. Đến, đến chủ nhật, 5.270 binh sĩ đã phải bị loại khỏi vòng chiến kể từ đầu tuần. Số liệu từ bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho thấy 440 vào thứ hai, 820 vào thứ ba, 800 vào thứ tư, 830 vào thứ năm, 840 vào thứ sáu, 700 vào thứ bảy và 840 vào chủ nhật. Con số thương vong chính xác của nga vẫn chưa rõ ràng. Con số của Ukraine cao hơn các ước tính khác. Cuối tháng 10, giới chức quốc phòng Anh cho biết tổn thất của Moscow lên tới 190.000 nhân sự, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương vĩnh viễn. Nhưng con số này không bao gồm lính đánh thuê của tập đoàn Wagner. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, lần đầu tiên Ukraine chứng kiến tổng số thương vong của Moscow lên tới hơn 1.000 người trong một ngày. Con số thương vong hàng ngày lên tới 4 con số đã trở nên thường xuyên hơn trong vài tháng qua đặc biệt kể từ tháng 10 khi Nga phát động cuộc tấn công vào Avdivka ở khu vực Donetsk. Con số thiệt mạng đã lên tới đỉnh điểm là 1.380 vào ngày 19 tháng 10, và số liệu mới nhất theo Ukraine đưa thiệt hại của Nga lên tới 370.000 người. Trong khi con số thương vong chính xác của Nga vẫn chưa rõ ràng, bằng chứng từ thực địa cho thấy quân đội Điện Kremlin đang bị bao vây bởi tình trạng vô tổ chức, dễ mắc phải những sai lầm chiến thuật và thiếu hụt trang thiết bị khiến tổn thất ngày càng trầm trọng hơn. Đồng thời, Ukraine đã có thể sử dụng hỏa tiễn tầm xa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trong khu vực do Moscow chiếm đóng. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết 53 xe tăng Nga đã bị vô hiệu hóa trong tuần này. Họ thường xuyên đăng tải những đoạn phim ghi lại cảnh máy bay không người lái do Ukraine điều khiển thả chất nổ xuống xe tăng, trong khi tổn thất về thiết giáp của Moscow đã khiến nước này phải dựa vào các phương tiện chiến đấu thời Liên Xô. Kyiv cũng cho biết 58 hệ thống pháo binh của Nga đã bị phá hủy và 49 máy bay không người lái đã bị hạ gục. Cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại quân xâm lược thường được biết tới là cuộc chiến của toàn dân. Do đó, Phó Thủ tướng Ukraine Mikhail Fedorov cho biết, mỗi người dân nước này cần tham gia sản xuất máy bay không người lái UAV mới có thể hy vọng lật ngược tình thế trước người Nga. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov khuyến nghị người dân nên tham gia các khóa học trực tuyến và bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái UAV để phục vụ cho nhu cầu của quân đội Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Facebook vào hôm thứ Bảy, vị quan chức này nhấn mạnh mục tiêu sản xuất một triệu máy bay không người lái vào năm 2024 của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ thành hiện thực nếu có sự giúp đỡ của người dân. Máy bay không người lái cỡ nhỏ góc nhìn thứ nhất FPV đã trở thành nhân tố quan trọng trong các cuộc xung đột. Ông cho biết, vị bộ trưởng này cũng thông tin, kể từ khi chiến tranh với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, chính phủ Ukraine đã dỡ bỏ các rào cản pháp lý mà các nhà sản xuất máy bay không người lái phải đối mặt, đồng thời thúc giục các công ty nội địa tăng cường sản xuất loại vũ khí này dù ở xa tiền tuyến, mọi người dân đều có thể hỗ trợ đất nước gia tăng số lượng vũ khí này sau khi hoàn thành các khóa học hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp máy bay không người lái FPV 7 in tại nhà. Ông cho biết, theo quan chức này, các khóa học trực tuyến sẽ cung cấp bài giảng, hướng dẫn của chuyên gia, những thành phần, công cụ và vật liệu cần thiết để chế tạo UAV, cũng như quyền nhận được sự trợ giúp, tư vấn của cộng đồng kỹ thuật một khóa học mới bắt đầu hai tuần một lần và hoàn toàn miễn phí. Ông cho biết, đồng thời tiết lộ về việc những người tham gia khóa học đã lắp ráp khoảng 100 máy bay không người lái và 80% trong số này hoạt động ổn định. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào tuần trước, đại tá quân đội Ukraine Ivan Pavlenko cho biết người Nga đang sản xuất rất nhiều máy bay không người lái và chúng đã trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ có thêm máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử, từ đó nâng cao khả năng chiến thắng của quân đội Ukraine. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối rằng, Nhìn chung, hai tuần đầu năm nay đã tiếp thêm sức mạnh và khả năng của Ukraine, có các gói hỗ trợ mới cho các chiến binh của chúng tôi, có những thỏa thuận rất cần thiết về việc cùng sản xuất vũ khí và đạn pháo. Và một vấn đề đặc biệt nhạy cảm là máy bay không người lái sẽ có nhiều máy bay không người lái hơn. Chúng tôi đang chuẩn bị thêm tin tốt về phòng không. Chúng tôi đang tăng cường sản xuất pháo binh cho Ukraine. Ukraine có đủ tiềm năng để vượt qua con đường chiến tranh khó khăn này. Chúng ta có tiềm năng để tập hợp thế giới. Chúng tôi có tiềm năng để giành chiến thắng. Điều quan trọng là phải tin vào chính mình. Hãy tin tưởng vào Ukraine. Trong khi đó, Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống ukraine phát biểu tại Davos về kết quả thảo luận về công thức hòa bình ukraine cho rằng tổng thống và nhóm của ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý và sẽ không chấp nhận bất kỳ sự đóng băng xung đột nào điều này là không thể chấp nhận được đối với xã hội ukraine ukraine không cần những xung đột đóng băng ukraine cần một nền hòa bình công bằng và ukraine muốn ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai tổng kết kết quả vòng đàm phán thứ tư về kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Ukraine, quy tụ hơn 80 quốc gia và tổ chức từ châu Âu, châu Á, Nam Bán Cầu. Chánh văn phòng tổng thống lưu ý tất cả những người tham gia đều có quan điểm riêng, tầm nhìn chung về các nguyên tắc chung của công thức hòa bình liên quan đến độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và hiến chương Liên Hợp Quốc. Về chi tiết của kế hoạch, Yamak lưu ý rằng, sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tất cả các vị trí đều hoàn toàn giống nhau, điều quan trọng là tất cả các quốc gia liên quan thực sự và thẳng thắn muốn tham gia giúp chấm dứt cuộc chiến này và thiết lập hòa bình tuy nhiên có những quan điểm và ý tưởng khác nhau về cách thực hiện điều này các quốc gia khác nhau có những trải nghiệm khác nhau quan chức này nói má cũng bảo đảm rằng các đối tác của ukraine sẽ không thúc đẩy nước này nhượng bộ về lãnh thổ các đối tác đã biết chúng tôi cũng như quan điểm của chúng tôi và tôn trọng nó. Tôi đã tham gia hầu như tất cả các cuộc họp cấp cao, bao gồm cả các nhà lãnh đạo và chưa bao giờ nghe bất kỳ đối tác nào của chúng tôi thảo luận về bất kỳ thỏa hiệp nào từ phía chúng tôi mà chúng tôi không thể chấp nhận được, bao gồm cả vấn đề Crimea. Ông kết luận. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ba tay súng từ Liban và hai dân thường Iran đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dọc biên giới giữa hai nước. Quân đội Israel ngày 14 tháng 1 cho biết các binh sĩ đang tuần tra khu vực biên giới tranh chấp thì phát hiện một nhóm có vũ trang đã vượt biên từ Liban vào lãnh thổ nước này và xả súng về phía họ. Quân đội thông báo ba tay súng đã bị bắn chết trong cuộc đụng độ. Điều chỉnh lại thông tin trước đó nói rằng bốn kẻ tấn công bị tiêu diệt, năm binh sĩ Iran cũng bị thương trong cuộc đọ súng truyền thông Liban đưa tin một nhóm tự xưng là KTF al Islamia tuyên bố đứng sau cuộc tấn công tại biên giới Israel nhằm đáp trả cuộc tập kích khiến phó thủ lĩnh Hamas Saleh al arari thiệt mạng ở ngoại ô Beirut hôm 2 tháng 1. Lực lượng Hezbollah tại Liban cho rằng Israel là bên thực hiện vụ hạ sát, trong khi Israel không nhận trách nhiệm. Cuối ngày 14 tháng 1, quân đội Israel cho biết đã điều chiến đấu cơ tập kết các vị trí của Hezbollah nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trước đó từ nhóm vào một ngôi nhà ở khu dân cư gần biên giới. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adam, MDA, cho hay một người đàn ông Israel đã thiệt mạng sau vụ tấn công hỏa tiễn ở biên giới và một phụ nữ 70 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch. Chính quyền địa phương sau đó thông báo người phụ nữ cũng đã tử vong và người đàn ông thiệt mạng là con trai bà. Hezbollah tuyên bố đã thực hiện một số cuộc tấn công vào ngày 14 tháng 1, trong đó có làng Kefa nơi họ tuyên bố nhắm vào binh lính Israel, khiến một số người bị thương và tử vong. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hồi đầu tháng 10 năm ngoái, biên giới Israel-Liban đã chứng kiến những cuộc đụng độ gần như hàng ngày giữa các tay súng Hezbollah do Iran hậu thuẫn và lực lượng Israel. Theo ước tính, giao tranh đã khiến ít nhất 190 người thiệt mạng ở Liban, về phía Iran, ít nhất 15 người, trong đó có 9 binh sĩ, đã thiệt mạng. Cuối cùng là Việt Nam lên tiếng về kết quả bầu cử lãnh đạo Đài Loan. Theo đó, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam duy trì chính sách một Trung Quốc và phát triển quan hệ phi chính phủ với Đài Loan sau cuộc bầu cử lãnh đạo hòn đảo. Trên cơ sở kiên định thực hiện chính sách một Trung Quốc, Việt Nam duy trì và phát triển quan hệ dân gian phi chính phủ với Đài Loan trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục không phát triển bất cứ quan hệ cấp nhà nước nào với Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 14 tháng 1 cho biết khi được hỏi về quan điểm của Việt Nam đối với kết quả bầu cử lãnh đạo Đài Loan. Bà Hằng cho biết Việt Nam tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác ở eo biển Đài Loan có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới. Người dân Đài Loan ngày 13 tháng 1 bỏ phiếu bầu lãnh đạo hòn đảo ông Lại Thanh Đức, 64 tuổi, ứng viên đảng Dân Tiến DPP cầm quyền tại Đài Loan, sau đó tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông Lại là cấp phó của bà Thái Anh Văn, lãnh đạo đương nhiệm của Đài Loan và sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình vào ngày 20 tháng 5. Ông từng đứng đầu cơ quan hành pháp của hòn đảo và có thời gian làm việc trong lập pháp viện. Trong tuyên bố chiến thắng, ông Lại tái khẳng định quyết tâm bảo vệ hòn đảo khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Strong Post để cập nhật tin tức. Molifan rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh quý vị nhé. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.